Anh đây nè chị. Em ơi. Chị An ơi. Trong đây kêu mới nghe nó. Con có biết trong đây không? Phong Nguyễn xin kính chào quý bà cô bác chị kính mến nha. Hiện tại Phong Nguyễn cùng chị Hảo đang ở đường Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, quận 12 ông bà cô bác. Thì bữa nay là đi tới thăm hoàn cảnh mà của em Trường An. Lúc trước á, là mẹ em mất, là không hòm vuông, không tiền bạc. Lúc đó thì chị Hùng Phùng đã giúp đỡ để lo an táng, lo hậu sự cho mẹ của em. Thì trong lúc đó thì em Trường An á, là có một cái đứa con rất là nhỏ. Người chồng thì đã bỏ đi. Thì đợt rồi á, cũng có bác Quỳnh ở bên Mỹ á, tài trợ giúp cho em là mổ u xơ tử cung. Một cái u xơ tử cung là bự bằng trái cam sạch á chị. Thì sau khi đó là bác Tấn cũng là một mạnh thường quân lớn bên kênh Hữu Phong là hỗ trợ cho bé đi điều trị là bên chỉ. Tại chỉ rất là nặng, là hàng ngày là em đổ chảy rất là nhiều máu, phải bộc tả luôn bà cô bác. Thì hiện tại là hai chị em cũng đang đi tới căn phòng trọ, nhưng mà không phải căn phòng trọ mà lúc trước là mẹ của em Trường An mất. Căn nhà trọ bên đây là 13. Của ba. Em nó ở ké bên đây. Dạ. Thì hồi giờ hai chị em mình đi ha. Dạ dạ. Kính mong ông bà cô bác xe đằng sau, xe đằng sau lưng. Dạ. Kính mong ông bà cô bác cùng đi với hai chị em vô thăm hoàn cảnh nha. Hai chị em cũng gửi những đăng ký like ủng hộ cho Phong Nguyễn nha. Anh đây nè chị. Em ơi. Chị An ơi. Trong đây kêu mới nghe nó. Con có biết trong đây không? Ừ em, anh mới tới. Này. Chơi đi, ngó xe cho cô cái nha. Dạ, chào cô. Dạ. Bận đồ ngắn gì vậy? Kéo cái đồ ở đây nè, kéo. Đồ của cô bác cho. Ở nhà đây nhà trọ có mấy cái hả? Dạ, ở đây nè chị. Vô chị. Ủa con em đâu rồi? Ba em chở đi uống cà phê. Anh đi rồi. Hôm nay em có về thắp hương cho mẹ không? Dạ có, hôm qua mới đi đều kia nấu chè đem qua cúng mẹ. Ừ, nấu chè qua cúng mẹ hả? Dạ, tự mua đồ gì cô nấu. Này ai mất đây? Dạ, ông nội con. Này gửi cho cháu mấy cái bánh. Dạ, con cảm ơn con. Dạ. Đây chị Hảo đi thăm bà con á. Dạ. Cũng sẵn rồi ghé thăm em. Đúng rồi. Ấy em vô mặt cho mấy cái cho đây mát nè. Dạ. Bị tắt quạt rồi hả? Dạ, dạ. Trời nó ồ quá chị. Ồ, có máy lạnh nè. Dạ, dạ. Này của ba con mua. Vô đi. Tại lúc con dưới quê là ba con đã mua rồi. Dạ. Để con ngồi mà con ngồi. Dạ. Đây là căn phòng của ba của em đó. Mới giá mua cũng sáu mấy ngàn giá mua cái. Bữa bông chốc dơ quá sợ xuống kỳ. Này cho em nấu. Mời anh chai nước uống. Dạ, em mời cô. Dạ. Em mời anh. Em no, sáng giờ mới đi sao mà coi thời tiết là trưa nay lặng quảng mưa nó. Dạ. Hôm qua đi miết hả? Hôm qua hẹn hôm bữa giờ 2-3 ngày không có ghé được. Con nghe anh hẹn con nấu chè. Dạ, nấu chè vừa cúng mẹ vừa để ăn luôn. Dạ. Mời anh luôn, có một anh nó xuống. Em nấu chè còn luôn. Dạ biết. Em coi trên của bé Khang á. Dạ. Dạ cũng lo cho bé. Thấy bé xét nghiệm về biết tình hình sao. Anh em mốt lại đi vô bệnh viện lại. Cái này không trị được á anh. Bé Khang không đâu. Biết thấy tội quá à. Cũng xem với tuổi con bé này đó chị. Ồ vậy hả? Là đứa nhỏ hả? Dạ đứa nhỏ con. Em cũng có con mấy tuổi hả? Dạ 3 tuổi, gần 3 tuổi. Hết tháng này là 3 tuổi. Khang thì 5 tuổi, 5 tuổi mấy rồi. Khang 5 tuổi mấy, cũng tên Khang luôn. Con em cũng tên Khang. Khang luôn. Ờ. Gia Khang. Ờ, biết bé Khang gì Khang? Khang, Minh Khang. Minh Khang. Con em là Gia Khang. Tại kia sản phẩm kêu chị em, con kêu chị em sợ hổn. Dạ không có đâu. Ở sẵn với Đinh Chính nha. Đinh Chính ơi. Vụ việc để em nói trước. Hôm bữa có cô bác
là nói ủa sao chị Hảo là tới 66 tuổi. Đâu 66, 64. 64 tuổi. Tao giết mày giờ. Mẹ Phong thì mới có 63 tuổi à. Sao mà nhìn cô trẻ. Mà sao kêu bằng chị. Nói là Phong sao hổn quá. Rồi chị giải thích giúp cho em nha. Tại nó hổn đó bà con. Trời ơi. Có đâu, tại vì đó là điều tôi mong muốn là vậy. Tại vì một cái động lực cho mình, thí dụ như chị em với nhau đi làm công tác nó dễ, và nó là một cái động lực cho mình cảm giác là mình vẫn còn trẻ khỏe để mình tiếp tục cái công việc này đi đứng. Bằng chứng là bà con thấy với cái tuổi này mà có ai đi nổi như tôi không? Đi suốt một tháng trời nay không ngừng nghỉ một ngày. Đi trèo non lội suối đi ra không từ mình. Kêu không là kêu chị, kêu cô là cắt đứt liên lạc. Không có đâu, nếu mà nói nó gọi bằng cô là coi như thôi ta già rồi ta ở nhà. Mong cô chú là cũng hiểu cho. Ở bên Mỹ cũng vậy đó, mấy đứa nhỏ đi làm nó đã đáng tuổi con hết lượt. Và đứa nào mà gọi tao bằng chị mới gọi tao bằng chị, ta khỏi nấu cho mẹ ăn. Chích cho em, chích cho cho nên là cái đó là một cái động lực, đừng cái quan niệm mình đừng có phải gọi là lễ giáo, không phải lối. Nãy con vừa em vừa gặp chị á là em kêu bằng cô, em sợ hổn á. Sao em thấy anh kêu bằng chị, em nói kêu gì kỳ hết. Tại vì cái đó cũng như là còn sách à? Dạ. Em còn ấy nè, này mới mua thêm sao? Này này cho mình diện, cái bữa giấy xét nghiệm mỗi lần bao nhiêu chi phí đồ với tiêu sử dụng cũng gửi qua cho em á chị. Nói chung là gửi để anh báo cáo với mấy nếu là bác tính thật rồi thì có bác Quỳnh. Chị Hảo cũng có trò chuyện với bác tính không mấy lần rồi. Dạ. Chị thấy tấm lòng của chị Hương, lúc trước chị Hương tài trợ cho ca giống như là ca mẹ của mẹ, cho mẹ lo ăn táng. Dạ. Đó mà không có, không biết sao luôn. Không biết đúng sao rồi. Luôn em cũng coi như là cũng cùng đường. Bốn ba bốn thứ bệnh trong người mà đâu đi làm được. Mấy tháng trời nằm là ăn bám ba em á. Giống như ăn ké ở ké. Ba làm cái gì? Dạ thở hồn mà lớn tuổi quá giờ nó ta cũng không chịu nhận mấy nữa. Xin việc cũng khó khăn. Chắc hết năm nay hoặc năm tới là ba em về quê à. Ở dạ. Với người con thứ ba. Dạ. Tại vì cũng lớn tuổi là không có nổi. Nhưng mà cái lý do sao mà mẹ em mà hận ba em tới mức độ đó? Nói chung là vợ chồng thì chung là chuyện cha mẹ mình là con cái, khuyên thì khuyên thôi, còn cha mẹ quyết định. Ba mẹ em bây giờ giống như là không còn duyên nợ nữa đó. Nó kiểu giống như là không muốn gặp mặt nhau sống. Cứ ở gần cái lộn thôi nó hơn. Nếu mà ba mẹ cảm thấy ở như vậy thì cũng khổ nữa. Thì bây giờ không ở được nữa thì coi như bạn bè đi, giống như là người quen đi. Mẹ không chịu, mẹ nói thôi tao nói rồi tao không muốn thấy mặt ba mẹ nữa. Rồi xong giận là có gì giận là tới chết luôn mà. Tính mẹ giống như cứng ngắc lắm. Giận là giận tới chết luôn. Tại vì cái đó là cái chuyện duyên nợ và chuyện riêng của mỗi gia đình, của mỗi cá tính, của mỗi cá tính của mỗi con người. Có những người gọi là sống phóng khoáng, còn có những người để ý rồi chấp nhặt với nhau đó. Nếu mà đã là vợ chồng thì dẫu sao thì chăng nữa, không có cái tình thì cũng phải có một cái nghĩa vợ chồng, nghĩa với con cái. Sống sao để cho con cái nó cảm nhận được rằng nó có cả cha lẫn mẹ, thì nó lớn lên trong cái tình yêu cha mẹ, cái hạnh phúc của cha mẹ thì nó vẫn là đứa trẻ khác thường hơn là những đứa trẻ nó sống thiếu thốn tình cảm gia đình. Bởi vậy nên ông xã mình thật sự là ông về Việt Nam tổng cộng là năm 2011 đến giờ. Nhưng mà mình cũng vẫn chấp nhận thôi, vẫn phải chấp nhận thôi. Tại vì ông chọn một cái con đường, cái lý tưởng riêng của ông thì cũng đâu có ai nói được. Bây giờ mình cũng khuyên răn cũng nhiều rồi, cũng vậy thôi. Con cái nhiều khi cũng giận, cũng buồn, nói bố không có cái tình với mẹ con mình, nên bố bỏ, bố đi về Việt Nam, bố sống. Nhưng mà suy cùng nghĩ tận thì ông cũng có lý do của ông, là tại vì ông con trai lớn đó. Yeah. Ai thờ cúng đây, mà mình đạo Thiên Chúa thì cha mẹ mất ở đây đâu mang qua Mỹ thờ được, mà các con các anh em chị em ở đây ông cũng muốn về gần gia đình đó, thì thôi cái lý do vậy. Mình nghĩ rằng bây giờ vợ chồng cũng lớn rồi, cũng
tình yêu tình đồ thì nó cũng chẳng còn gì, nhưng mà cái nghĩa vợ chồng thì mình phải chấp nhận mà thôi. Do em không ra đêm ngồi để chị xích qua đi. Kỳ quá. Dạ mấy anh này cũng kê xem clip chị Hảo. Chị Hảo là đi kiếm chị. Có gì đâu sợ. Dạ. Chị Hảo là đi bên bé Khang nhiều lắm, cũng coi nhiều lắm. Thấy chị Hảo đi cực cả tháng mấy lần. Đâu phải đi mình bé Khang đâu. Ngày mai đi tiếp, ngày mai đi Kiên Giang nữa, bốn đứa lại đi. Chúc đã đi nữa. Chúc đi cho đến chiều hôm nay xong bắt đầu sáng mai đi Kiên Giang sớm. Thấy bữa nay lại lại gọi ta đến chiều mưa à? Mưa vẫn mưa kệ mưa hả? Trời mưa thì mặc trời mưa. Chị đi xuống thực tế thì thấy sao chị Hảo? Thấy con bé sao? Biết nói sao, tự vì mới gặp đâu có dám nói được cái điều gì. Nói người ta nói nói xạo. Bữa nay là cái nhưng mà em là một người rất may mắn. Chị nói thẳng em là một người rất may mắn. Đã được gặp hai người chú ở bên Mỹ, hai người cùng đều là những người tốt. Rất là chân tình giúp đỡ, chứ người ta cũng chẳng có mưu cầu gì hết. Người ta chỉ vì cái lương tâm thôi. Lương tâm coi mình như một người con, người cháu, người ta giúp đỡ cho mình. Người ta cũng chỉ làm những việc này để mà tạo thêm phước đức cho những người đi làm thiện nguyện, những người đi làm, những nhà mạnh thường quân đi làm thì cũng chỉ mong là mình có được một cái phước đức gì đó. Nếu mà em cảm thấy ngồi đây nó đau, em lên võng em. Dạ, không sao. Nha. Đây. Vì chị hiểu cái chuyện đó mà. Cho nên là em cũng cầu nguyện thêm cho các chú, những người đã giúp đỡ cho mình, các chú, các cô, các anh chị mà đã giúp đỡ cho mình đó, cho gia đình mình, để cho người ta thêm được sức khỏe, vạn sự may mắn trên đường đời, để người ta tiếp tục người ta làm những cái công việc cho những người khác, giúp đỡ cho những người khác như em vậy. Cái hoàn cảnh của em thì gần như là nhiều cô bác xem là cũng có thấy sự phản đối, cũng có một phần nhỏ trong đó. Nhưng mà không phải là chính vì vậy mà anh làm chương trình thiện nguyện mà anh tạm ngưng hoặc là ghép một bên. Phản đối là phản đối về cái gì? Đó là giống như là thấy con bé này có sức khỏe nè chị, cũng có sức khỏe nè. Thì mà trong khi đó, lúc trước đó là có người mẹ vậy đó, giống như là cô bác suy nghĩ là em là không có được có hiếu với mẹ. Trong lúc bệnh tật mà giống như là không có phụ giúp gì được cho người mẹ của mình. Giờ chị nghe nhớ rồi. Đó là cái tình trạng như vậy đấy chị. Nhưng mà tại sao khi mẹ em còn sống em không giúp gì cho mẹ được? Em con lá con em đi làm là cứ theo mỗi tháng nào có dư, lúc mà chưa có con là em đã gọi gửi tiền về rồi. Lúc đi làm bên ngoài không à, là em đi thời vụ đi các tỉnh, may thời vụ mà là em đi cứ lúc có dư là đem gửi gì cho mẹ, 1-2 triệu, 2-3 triệu gì đó, tiền phụ, tiền ăn, tiền phòng. Rồi lúc nào mua quần áo cái nào đẹp đẹp hay mua gì cho mẹ cũng có. Nhưng mà mình công nhân mà anh lương đâu có bao nhiêu đâu. Rồi cuộc sống của mình nữa. Rồi sau này có con rồi anh đó thấy đó, con giờ vậy rồi cuộc sống em vậy nữa. Rồi thêm bệnh nữa, mất khả năng luôn. Chứ mà không có khả năng để mà lo nữa. Còn bệnh nằm mấy tháng trời đi ngồi không được mà đứng đi đứng cũng không, cũng khó khăn. Không có làm nặng gì nổi hết. Thậm chí nhiều khi ôm thôi đồ ra giặt rồi nằm một chạy bãi luôn. Không chịu nổi nữa. Rồi con nhỏ quậy nữa. Trong là mỗi người có cái cảnh thì không biết nói sao luôn. Đúng rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, nhưng mà em cũng dư sức hiểu. Em đã làm mẹ thì em cũng phải hiểu. Tình mẹ nó cao cả. Chị thấy mẹ em có một cái đức hy sinh rất hay. Chị nói ở bên Mỹ, chị nói với bạn bè, chị nói cô này có cái đức hy sinh rất là mẹ giỏi. Thương con nhiều. Trong là đứa nào bà cũng thương, dù người đó đó. Mà cái câu chuyện không hiểu không? Ngày hôm nay mình cũng sẵn đó để mình muốn khai phá cái câu chuyện này. Tại vì câu chuyện này là một cái sự mà thắc mắc của những người bạn chị ở bên Mỹ là có phải rằng mẹ em đi lượm ve chai xong rồi gặp ba em ngồi với cái cô tình nhân nào đó, rồi mẹ em muốn lấy cái chai ở gần đó, mà không biết là mẹ em đã nhận ra ba em hay chưa, nhưng mà ba em lấy cái chân đá cái chai ra. Đó là một cái câu chuyện người ta nói cho chị với có bạn mẹ. Có hay không chị không biết, nhưng mà chị cái đó là em câu chuyện không tâm mắt nhưng mà về thì có nghe mẹ kể phải như vậy. Đó thì chính bởi vì chị người lớn cho nên là mình làm con mình không phận làm con không thì chị nghe được. Câu chuyện đó chị cảm giác nó đau quá, nó đau lắm. Chị khi chị nghe đến như vậy là chị khóc đó. Cho nên là mẹ mất, mẹ dặn mẹ không nói chung là nhiều chuyện lắm. Nói đúng là ba thì cũng có lỗi, mẹ cũng có một phần lỗi, ai cũng có một phần lỗi hết, nhưng mà quan trọng là
có để mà hòa hợp với nhau được hay không. Còn nếu không nữa thì bây giờ làm con chỉ rất khuyên thôi, còn cha mẹ thì quyết định có cha mẹ. Như vợ chồng như em với có chồng em cũng vậy, cũng đâu ai phiên được. Nó là vậy đó, cái duyên cái số rồi, cái cuộc sống hai chồng không hòa hợp nữa thì thôi. Mẹ chắc mẹ em chắc cũng về của Phật rồi. Dạ. Chắc cũng mãn nguyện. Bà cũng lành mà cũng hiền lương quá. Ừ. Nói chung mà sống hết đời vì chồng vậy con. Giờ chết rồi cũng còn khổ, nghèo từ cái gốc rồi. Bây giờ là ai ở bên căn nhà trọ đó? Dạ, ông thứ hai ở, nghe nó hết 100 ngày rồi đi. Tại vì bữa 49 ngày em với Út qua rước bàn thờ của bên Út đó, nó thờ mẹ. Chú Út đó cũng ở gần đây luôn. Dạ, chú Út nào ạ? Em Út. Dạ đúng rồi, ở bên chợ cầu á. Chợ cầu bên... Bữa người em Út cũng được Mạnh Thường Quân cho 17 triệu, nhưng mà em không nhận. Dạ, có thấy, mình có biết cái đó bên Mỹ, chị cũng có coi. Cũng có nhiều người nói là em chặn, không phải em chỉ nói một câu là nhận nhiều thì giống như mình mắc nợ nhiều. No, mình đừng có nói người ta giận. Giống tiền ai cũng phải tham hết. Người ta giúp đỡ nhưng mà mình biết ơn. Nhưng mà mình còn sức còn... Em nói là em mở mổ xong rồi cho nên không còn bệnh trong người nữa. Còn sức khỏe còn là nuôi dạy con được. Cho nên để phần đó, để như Mạnh Thường Quân giúp những người còn khó hơn nữa. Cho nên là cái câu em con nói, em nói là rất là được. Để em tán thành, em đồng ý. Em nói là đúng, em làm gì rất là đúng. Công việc đó là đúng. Dạ, em nhận thì giống như là em khó khăn em nhận. Còn nếu em không còn cảm thấy là em có khả năng em đi nuôi được gia đình á, em còn làm, em còn lo được, em để như vậy là rất ok. Vậy bữa nay cái vấn đề quan trọng ha. Dạ. Thì em mổ chị nội đúng không? Dạ. Chị mới wow, chị nội lận hả? Chị nội. Dạ. Chị nội mà mổ được hả? Dạ, thọ cái máy, mua cái máy riêng 3 triệu mấy á. Đã đáng đi à, bảo hiểm em có 4 triệu mấy nếu mà tiền viện phí. Nhưng mà mua cái máy riêng đó là không có tính trong bảo hiểm. Là mua đoạn cái trong cắt bên trong, bên ngoài bắn tia da tiếp nữa. Là nhiều chị nội ở đây mổ được luôn á hả? Ở bên Mỹ chỉ có một người bạn mới chết. 15-16 tuổi là bị tới bây giờ. Cái đó nó mất máu nhiều lắm. Dạ, mất máu. Chỉ có một người bạn qua đời vì chị nội. Máu ra nhiều quá. Dạ. Còn có mấy ông chú bà con, em có mấy ông chú bà con cũng vậy đó. Chị nội mà đến nội, chỉ mà đến nội mà ở dưới quê cái thời ngày xưa á, còn tin vào bùa phép gì không biết. Cái bà năm con á, bà năm em á, mới đi thỉnh ông thầy gì đang bị muốn đưa ra ngoài ruột rồi đưa ngoài luôn rồi mà đi đốt bắt cái cho uống xong cái nhiễm trùng á, rồi đưa lên chị đâu có kịp, xong luôn hai ông chú chết đó. Chết vì cái bệnh này nè. Cho nên là bữa nay sức khỏe em mổ sao không mổ như thế nào rồi? Dạ cũng bình phục cũng tốt, nhưng con cái mấy ngày nay em cứ đau rồi nó lòi ra, em đang tính là chiều nay em điện bác sĩ hỏi lại cái nữa. Ôi sao mổ xong rồi sao nó lại lòi ra nữa? Em không biết nó sưng hay là như thế nào mà vẫn còn lòi ra. Nó lòi ngay từ sau bữa mổ hay là bây giờ nó mới bắt đầu? Từ sau bữa mổ là, nhưng mà bữa giờ tính là cũng chục ngày mà chưa thấy rút lên. Bữa trước anh mới nghe em đi tái khám mà có hỏi bác sĩ vấn đề đó không? Dạ có, bác sĩ nói là cái này là nói như là người ta cho cái thuốc á để mà mua thêm ở ngoài, bởi vì cái thuốc mua thêm là cái này nè, cái phần này nè. Dạ là cái bác sĩ cho là to đi uống là riêng, còn cái thuốc mua thêm là cái này nè, bây giờ bệnh viện luôn. Dạ không, phải ngoài nữa chị. Như cái đợt em nằm mấy tháng trời làm không nổi, em nói cái tình hình này mà cứ kéo dài là coi như cái đường cùng rồi đó. Giờ nhà trọ từ cả sữa tiền ăn uống, con bệnh không có tiền, mấy lúc mà con sốt không có tiền, qua xin đường Út một lần 100-200 tự nào khóc luôn. Xong nó nói giờ không mấy để con đi bán thận, ba không làm, nó mày bán là coi như mày chết. Đúng rồi. Lấy gì nuôi con. Nó nói giờ thà vậy, thà mình con chết chứ giờ ôm nhau chết chùm cũng mệt nữa. Cái ông la quá trời luôn, nói mày bán đi rồi mày chết, mày sống không có được. Nói, con biết là đường cùng đó, bởi con mới nói là đường cùng. Nhưng bây giờ khổ quá, giờ làm sao? Giờ mẹ thì nằm đó, bên bển bệnh hoạn cứ lay gai, bà cũng lớn tuổi rồi. Thì bây giờ ở đây á, ba cũng lớn tuổi không có lo được. Con thì bây giờ con cái nhỏ, con cũng không bỏ con được, giống như mẹ cũng không bỏ tụi con được. Dù tụi con có khổ hay là tụi con có lên đến cái xứ sở nào, dù khổ cả nào mà lết gì mẹ vẫn lo. Đúng rồi. Cái đó là tình thương của mẹ. Tình mẹ. Thì giống như con cũng vậy, con không bỏ con được. Bà là một người phụ nữ mà chị coi chị rất là tôn trọng luôn, chị rất là kính nể, mà thương cảm nhất là cái mà đi nhặt rửa chai. Nhiều khi á, nhiều đêm á, cái lúc mà mẹ còn chưa có phát bệnh á, cái lúc mà còn điện thoại chứ chưa có bị mà mắc á, thì lúc đó xài cũng đó trước khi mà mẹ mắc là 4 tháng mới bị mắc điện thoại. Là cái thời gian còn đi làm công ty á, còn đi làm công ty, cái lâu mẹ điện nửa đêm cái tăng ca, cái mẹ nói mày về chưa, nó nói dạ con đang trên đường nước nhóc, là 8 giờ rưỡi mới về. Mẹ nói mày chạy qua đi, mẹ có một món đồ người ta cho.
Người ta chửi, ta nói tại sao mà tới ngày chết mà không con cái không mẫu. Tại vì nữa đi mẹ mất rồi cuối cùng báo lên trên anh đó là người ta gấp quá, người ta không có chuẩn bị kịp thật sự. Rồi thành ra cứ có cái gì thì đi đại cái đó, chủ yếu là cái lòng thôi, chứ bây giờ có mặc đồ, có gỡ nào cho nữa, cái lòng có cũng vậy. Mà nửa đêm bữa em chạy về giấc khuya rồi em đi nói anh đó là con khóc, em chạy về dỗ xong á, lại mới quay lại tiếp, em đưa mẹ lên trên thiêu. Giờ là chị này em khám, tái khám lại bác sĩ kêu uống thuốc thêm hả? Dạ uống thuốc, mà đưa 14 ngày thuốc mà em không có đủ tiền mua đúng có từng. Nào có phiếu phiếu thuốc em đâu? Đây anh. Từng rồi từng sau nữa mình mua sau. Tại vì muốn từng mà em bạn ở đây là ở chung với ba, giờ ba có hỗ trợ gì thêm không? Cái lúc em nằm một chỗ thì ăn uống ba lo. Rồi cái lúc mà ba làm được thì trả sữa, em có tiền mua cho con thì ba cũng có mua cho. Chứ giờ em, bây giờ ba cũng thất nghiệp, thành ra em một bệnh nữa. Chị hỏi thiệt em nha. Dạ. Vậy cái lúc mà mẹ còn á, sao em không là người ở với mẹ mà em lại ở với ba? Không, có thời điểm đó là ở riêng một mình. Có thời điểm mới ẵm con lên á, là mới có 6 tháng là ở một mình phòng trọ bên kia. Là đồ đạc gia trai mẹ chắc không phải được như bây giờ. Phòng bây giờ là dọn, sau này con cái qua dọn thôi. Chứ hầu như là chắc hết, chỉ còn chưa cái giường cho mẹ ngủ thôi. Chắc ở ngoài nhiều quá người ta không có. Cho nên cái đó nhiều khi mình cũng phải lên tiếng để cho cộng đồng người ta hiểu. Tại sao lúc mà mẹ còn thì không ở với mẹ, đi sang ở với ba, mà ba lại là đối xử với mẹ như vậy. Thành ra là nhưng mà mấy lúc mà nằm viện thì con cái cũng chạy về lo. Lúc mà mẹ nằm viện mổ mấy lần là con cái không chạy về lo chị hả? Cái phiếu mua thuốc đâu? Dạ đây luôn ạ. Còn cái này thì mấy cái này em đã đưa cho anh xem rồi. $539,210 Dạ cái đó một tuần, uống 5 ngày. Cái này uống một tuần ha. Dạ. Tại tôi kêu lấy 14 ngày mà em không có ấy. Thôi em lấy nhưng bữa anh chuyển cho em tiền của bác Tấn bên Mỹ á, là bao nhiêu tiền em cũng nói lên cho bác, khi cô bác biết ha. Dạ là 15 triệu. 15 triệu. Dạ. Thì ca mổ á là có 10 triệu ha. Em bác báo là bác sĩ báo chích 10 triệu à. 10 triệu nữa mà vòng vòng. Tiền vòng vòng này kia nọ thì số tiền 15 triệu đó gần như hết rồi bà cô bác. Coi như hết rồi. Hết rồi. Bây giờ em cũng hết tiền luôn rồi. Dạ. Mà không có tiền đủ mua thuốc. Chắc cũng gán vài ngày nữa em kiếm việc cũng làm đỡ đỡ, làm thời vụ đỡ. Ổn ổn thì, nhưng mà sức khỏe chưa có ấy mà mình làm cái công việc nào nhẹ nhẹ cũng được. Để em cũng đang kiếm sinh á, chỉ ngồi không có được, cái kiếm gì chỉ đứng đứng. Chị cho em ít tiền em mua thuốc nha. Thì mua đỡ đi rồi cho nó khỏe hẳn đi rạng đi làm. Rồi bên này chị em chắc nó đâu còn da máu ha. Dạ không, chứ còn ra mũ á. Nó ra trong giới trường mà đào thải ra. Dạ, ra mũ, nhẹ 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 vậy đó. Cũng không phải là mũ, cái đó nó gọi là nước vàng. Nước vàng sau khi mình... Dạ, nước vàng sau khi mình mổ đó. Những cái bất cứ cái mổ gì cũng vậy, cái nước vàng nó sẽ phải điều tiết ra tự nhiên theo cái những cái gì nó chất chứa bên trong của mình đó, giờ nó phải ra, nó phải ra được thì mình mới khỏe. Nếu mà nó không ra được, nó ẩn trong đó, nó sẽ là infection, là nguy hiểm. Infection là bị gì? Bị gì sưng sưng lên là gì? Phòng bị nhiễm trùng trở lại. Nhiễm trùng trở lại. Cho nên là khi người ta bất cứ một cái mổ gì cũng vậy, ngay cả những người mà người ta đi mổ những cái mà rút mỡ rút gì, người ta ăn trong những cái chất vàng nó phải ra. Thì cái bệnh của mình ở trong đó nó chất chứa những cái nước dơ đó đó. Bây giờ nó phải ra được thì mới tốt. Chứ đừng sợ, mấy cái đó không có gì sợ hết. Mấy cái đó không có lo, không phải là cái nguy hiểm gì đâu, mà nó ra theo tự nhiên. Mà nó tự nhiên như vậy thì nó cũng tốt thôi, không sao hết. Thầy, sau ca mổ xong rồi em có lời nào tới bác Tấn không? Dạ có, em cũng cảm ơn bác Tấn. Đà, con cảm ơn bác Tuấn. Con xin lỗi. Con cảm ơn bác Tuấn với lại bác Quỳnh là chị, với chị Hương Phùng, với anh Na Quy, cái anh gì em quên tên, Bình đó. Anh Bình nữa là cũng Bình đã giúp đỡ giúp đỡ cho gia đình cũng rất là nhiều, với các mạnh thường quân giúp đỡ cho mẹ con lúc trước nữa. Vì bên này chị Hảo xuống thăm em nữa đó. Dạ, con có chị Hảo. Chị Hảo là như một Bồ Tát đi vòng vòng đi. Quá trời đi, tháng mấy này coi clip quá trời luôn. Đi quá trời đi luôn, ngày đêm, ngày đêm. Có người ta giới thiệu nói ghép mít với bé này là chị. Hai người. Thôi, quá ngán. Quá ngán, dạ.
đã không lập lại thì thôi, mà đã lập là phải cho xứng đáng. Dạ, dạ đúng ạ. Nhớ kỹ lâu, chị không phê bình ai mà chị cũng ghép, không có chê bỏ ai hết. Dạ. Bởi vì mỗi người một số mạng rồi. Nhưng mà một lần mình đã đạp, người ta nói xin lỗi anh không, một lần mình đã đạp cái vết dơ rồi, mình đừng nên bao giờ đạp lại vết dơ lần nữa. Dạ. Vết thương nào nó cũng sẽ đau mãi mãi, mà nếu đạp lại một lần nữa thì kể như là mình không còn gì nghĩa sống ở đời này nữa. Thử ra nếu mà muốn bước thêm bước nữa, cẩn thận. Dạ. Yêu người mình yêu chứ đừng yêu người người ta yêu mình, chứ đừng bao giờ yêu người mình yêu. Mình yêu người ta mình chỉ đau khổ mà thôi. Dạ. Còn thương người ta thương mình, thương lấy cái người, người ta nói là sao? Lấy người thương mình chứ đừng bao giờ lấy người mình thương. Đó. Lấy người mình thương khổ lắm, cả một đời mình phải phải lúc nào mình cũng phải chịu lép vế. Yeah. Còn cái người thương mình họ sẽ sống hy sinh cho mình, không cần biết giàu nghèo gì hết, nhưng họ đã thương mình là họ sẽ cố gắng, nghĩa tạo cho mình một đời mới. Chọn những người nào họ thật sự họ yêu thương mình thì lấy, còn không kể gì giàu nghèo. Hồi xưa em nghĩ đơn giản quá, thành ra giờ khổ. Đó. Nghĩ suy nghĩ đơn giản, thương nhau là cứ đi làm công nhân kệ, có nhiều ăn nhiều, miễn thương nhau hạnh phúc là được. Không có nghĩ như vậy đâu. Nói chung em là nếu mà nghĩ sâu xa tí thì không có khổ vậy. Em phải quan sát, khi muốn lập lại một đời thứ hai em phải quan sát người đó. Dạ. Biết lo cho mình, biết lo cho con mình. Chỉ cần những cái mới tốn thêm một thời gian, đừng có vội. Đời dạ. Đời mình vội một lần mà mình đã bị tan vỡ thì khi lần thứ hai trở lại đừng nên vội nữa. Dạ. Hôm nay em tính là đi kiếm công việc gì? Em cũng biết đi lạng lẽ mới bắt quá xanh, coi có việc không mà người ta tuyển nguyên ngày. Con em giờ cũng chưa có gửi nhà trẻ được. Với lại em phải để lành vết thương chứ vết thương nội mà đâu phải vết thương ngoại đâu mà nói nó lành là nó ok. Cái nội dạ. Cái nội đó nó nguy hiểm lắm. Bữa em lên nhập viện mổ, bác sĩ mà đang chuẩn bị tiêm tê mổ cho em hỏi vấn đề mà tình trạng sức khỏe với lại bữa giờ có mổ gì không á. Thì em nói mới mổ u sơ được tháng mấy, trời sao mà gan gì, bác sĩ nói gì mà gan cái gì, mới đây mình đi mổ lên nữa. Nói tại giờ cái hoàn cảnh nếu mà mình mau chóng hết bệnh còn đi làm. Chứ ôm bệnh ngày gài sợ. Em nói hảo giống như là trong cái quá trình mà cô bác Mạnh Quân là đang hướng về em đó đó. Đúng. Giống như đang muốn giúp đỡ. Chứ mà để quá trình em nói vậy là quá. Các chị hiểu liền. Dạ, dạ, dạ. Từ vì cái gì nó vậy, nó là một cái bộc phát, đôi khi nó bị phôi pha. Cũng như bản thân chị đi giúp hoàn cảnh nào, nếu mà nó nóng hổi chị muốn giúp, nhưng có chuyện gì xảy ra mà ngưng lại là tự nhiên mình thấy một hoàn cảnh khác, mình đập vào mắt mình hơn, mình lại tập trung mình giúp. Đâu phải giúp ai, các anh các chị đâu phải giúp đi một đâu. Lầu óc lúc nào cũng phải tập trung để xem, cân nhắc nữa. Hoàn cảnh này nên giúp trước, hoàn cảnh nên giúp sau. Đôi khi mình cũng có những cái sự sai lệch của mình, chỉ một chút xíu mình đã bị sai lệch thì mình lấy cái đó là cái kinh nghiệm. Nhưng mà em nên nhớ những mạnh thường quân, khi mà người ta đang giúp cho mình thì nên để cho người ta tập trung, người ta giúp cho mình. Đừng ngã ra. Ngã ra là một sự mà sai lầm lớn. Dạ, cũng có duyên cái phước là được Mạnh Thường Quân giúp. Cho nên là em nói để cố gắng. Em là may mắn lắm, hai cái mổ lớn như vậy mà được hai vị giúp cho như vậy là quá tuyệt vời. Bây giờ nhân đây thì em cũng xin cảm ơn anh Tuấn và anh Quỳnh đã thương đến cháu bé ở đây mà giúp đỡ cho cháu trong hoàn cảnh mà hai căn bệnh rất là ngặt nghèo. Các anh có một cái tâm Bồ Tát như vậy, bề trên cũng sẽ phù trợ cho các anh trong vấn đề sức khỏe, có sức khỏe để tiếp tục giúp đời. Em xin chân thành cảm ơn hai anh. Con cũng cảm ơn chú Quỳnh với chú Tấn rất là nhiều. Mất tính giờ, bữa giờ cũng hỏi thăm em dữ lắm. Mất tính 80 mấy tuổi thôi. Cũng lo cũng nhiều nơi đó. Dạ, cũng cảm ơn Mất Tấn nhiều lắm. Cũng cảm ơn Mất Quỳnh nữa. Cũng giúp đỡ con thời gian này, cũng xin cảm ơn. Quỳnh hôm nay liên hệ em thường xuyên không? Dạ không, bữa giờ em không thấy bác hình Quỳnh liên hệ. Bữa điện có đôi khi, không phải có đôi khi đã giúp xong một hoàn cảnh, người ta yên tâm là hoàn cảnh đã xong rồi đó. Người ta lại trọng tâm cho một hoàn cảnh khác. Dạ. Như chị nhiều khi có mình bé Khang là chị để ý lâu nhất, có lẽ là cũng mấy tháng này từ ngày cháu bắt đầu bệnh giờ là nó là lâu nhất. Còn các cháu kia cứu mổ nhiều lắm, cứu nguy cũng nhiều lắm. Như bé Quyên cũng vậy, rồi các cháu nhiều lắm mà rồi xong rồi cũng phải từ từ phôi phai. Riêng Khang thì nó không có mẹ mà cháu có 5 tuổi thôi, cho nên cái tình yêu thương tội lắm, mà nó rất là thông minh, rất chịu đựng, rất là có chí khí nên là thương nó ở chỗ đó. Nên bây giờ đi tới đâu cũng cầu nguyện cho nó, mà lúc nào tâm trí các anh các chị cũng nói là thôi mình cũng có duyên với nó đến mức độ nào thôi rồi.
còn phải nghĩ đến, đừng có đặt trọng tâm quá, sợ lỡ nó có chuyện gì xảy ra rồi mình đau khổ quá. Chị đó nói yeah. Xong chưa? Dạ thôi mình chắc cũng khép chương trình. Dạ dạ anh với chị xuống với kia nha. Không, chút xíu đi công việc của chị nữa. Xong rồi mai mới đi Kiên Giang giao nhà chứ. Dạ. Chị cũng không còn nhiều gì, thôi cho chị gửi chút xíu em mua thuốc nha. Dạ, cảm ơn ạ. Ừ, dạ, chút xíu để em mua thuốc thì tại vì chị cũng còn những hoàn cảnh khác nữa. Dạ. Mà chị cũng mới có một cái tin buồn là người em chồng á, bị bệnh nặng nên chị phải mới biết ngày hôm qua thôi mà chị sẽ phải lo vì còn 2 ngày nữa thôi. Tính bằng ngày đấy. Dạ, sự sống tính bằng ngày thôi. Dạ, cho nên giờ chị phải tập trung lao. Em giỏi lắm, em ngoan mà tốt lắm, rất là tâm Phật luôn. Nên chị rất là ngạc nhiên khi nghe tin em bệnh á, là chị phải tập trung qua để lo cho em những ngày còn lại. Dạ. Dạ. Ừ. Thì thôi em cũng cảm ơn chị nha. Dạ, em cũng cảm ơn chị nên mới dạ, gặp được chị ngoài. Bởi vì gặp xin lỗi trên clip không ạ. Dạ. Thì thôi bây giờ chị cũng hứa với em một điều, một khi chị hứa là chị làm. Dạ. Chị về tới Mỹ là chị sẽ có một món quà cho em. Dạ. Món quà bằng tiền bạc chứ không phải gì, nhưng mà chị sẽ gửi qua phòng nha. Dạ. Thì thôi tạm thời em cứ mua thuốc cái đó đi. Dạ. Còn món quà đó thì để chị về Mỹ đi ha. Dạ. Tại vì nói thật mà nói là cũng còn có 2-3 ngày nữa về rồi. Thì đồng tiền nó cũng còn có hạn thì thôi. 2-3 ngày nữa. Nhanh nữa. Hôm nay gần như là không có cái bữa nào mà ở nhà bỏ ông xã chị. Thứ sáng thứ tư chị đi sớm rồi. Rồi. Thứ tư 7 giờ sáng bay rồi. Dạ, thôi chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ. Chị hứa với em một điều là chị về tới Mỹ chị sẽ cho ngay em một món quà liền. Chị gửi về cho Phong. Dạ. Okay. Thôi bên này Phong Nguyễn đi cùng với chị Hảo cũng lên thăm em Trường An. 35 tuổi. Hôm nay sức khỏe em là sau 2 ca mổ. Ca mổ đầu là được bác Quỳnh ở bên Mỹ hỗ trợ là mổ u xơ tử cung. Thì tiến triển cũng tốt, tới ngày hôm nay cũng đã lành hẳn rồi ông bà cô bác. Ca mổ thứ hai cũng mới vừa xong thì em nói cũng xuất viện về nhà, đang ở nhà trọ, căn nhà trọ ở đây là của ba ruột của em cùng với người con trai mấy tuổi em? Dạ, 3 tuổi. 3 tuổi. Nói chung là ca mổ thứ hai là của bác Tấn hỗ trợ cho em á, thì bữa là Phong Nguyễn đã gửi trong cái lúc mà đi công tâm nhưng mà đi những cái tỉnh xa nên là không có về nên chuyển khoản cho em để tiến hành ca mổ sớm, tại vì cái máu nó xuất huyết liên tục nên là nguy hiểm ảnh hưởng tính mạng. Thì do có bảo hiểm á nên là cũng bao nhiêu đó nó ổn, nó đủ đó ông bà cô bác. Thì tới ngày hôm nay á là Phong thu xếp lên để trao đổi rồi cũng công bố lên để cho bác Tấn với ông bà cô bác cũng yên tâm. Tại vì đối với Phong thì có hoàn cảnh nào thì mấy anh chị cũng đã thấy rồi. Mấy anh chị thấy đã có duyên với mình thì giúp đỡ gần như là chu đáo là từ đầu tới đuôi, tới khi mà hoàn cảnh là có thể hồi phục và giống như ổn trong cuộc sống. Thì bữa nay thì hôm bữa giờ Phong cũng có báo cáo với bác Tấn là cái số tiền nó cũng gần như là đi điều trị. Nhưng mà tới ngày hôm nay cũng còn có mấy trăm ngàn à bác. Thì bác hôm qua anh có nói chuyện với bác xong thì bác cũng nói lên thăm, thì sẵn cũng cảm ơn chị Hảo cùng đồng hành bên cạnh đó là cũng gửi cho em một ít để cho em trong cái lúc mà em ở nhà tịnh dưỡng để chờ ngày đi làm ha. Dạ. Thì cũng nhân đây cũng xin lỗi quý cộng đồng mạng, quý ông bà cô chú anh chị em là hồi nãy giờ excited quá, tức là vô đây cũng thấy em nó rồi cũng quên, cho nên là không biết nên trước mặt ông bà cô chú nãy giờ cũng nhai xin gâm á, thì xin ông bà cô chú cũng lượng thứ cho, tại vì thật sự là vô tình không có cái ý xấu đó, nhưng mà cũng mong ông bà cô chú cũng hiểu dùm cho là tại vì vô đây vội rồi cũng quên đi mất. Dạ, xin chân thành xin lỗi ông bà cô chú. Dạ, cảm ơn chị. Thì anh cũng xin phép là bác Tấn bên Mỹ gửi tặng cho em là gửi tặng cho em là cũng mong gặp được ngoài đời lắm luôn. Bác Tấn gửi tặng em là 5 triệu ha. Dạ. Dạ con này. Cũng cảm ơn bác Tấn nhiều. 1 triệu. Bác Tấn nhiều lắm luôn. 2, 3, 4 và 5 triệu ha. Dạ. Đây là 5 triệu của bác Tấn. Thì ca mổ tới ngày hôm nay thì bác Tấn lúc trước bác Tấn đã hỗ trợ rồi là cũng một số tiền khá lớn rồi, thì tiếp tục bữa nay ngày hôm nay thì bác Tấn hỗ trợ thêm là 20 triệu, thì cũng nhờ cái duyên lớn của em. Ngày hôm nay bác Tuấn hỗ trợ 20 triệu. Sai à? Dạ.
Tổng cộng cái ca mổ tổng cộng là 20 triệu. Dạ, dạ. Cho đến ngày hôm nay chị em nói hôm nay bác Tuấn hỗ trợ anh 20 triệu. Tổng cộng với cái ca mổ trong ngày hôm nay á thì là 20 triệu, thì khoảng lúc trước á thì bác cũng đã hỗ trợ trước nữa thì Phong không có cộng vô. Mà trong khoảng sau là hôm bữa Phong chuyển 15, hôm nay thêm 5 triệu nữa. Là tổng cộng là 20 triệu không mà cô bác. Thì cũng nhờ cái duyên lớn của Trương Phùng thì cũng xem chương trình á thì mới biết rồi kế tiếp là những người bác đã cùng chung tay. Thì thôi chị Hảo cũng khép chương trình giúp em ha. Dạ. Thì hôm nay hai chị em cũng rủ nhau đến thăm lại bé Trường An. Cũng là một cái duyên chị được gặp em trong một giây lát. Thì cũng cầu chúc em sau ca mổ mọi sự tốt lành, sức khỏe mau sớm trở lại bình phục để mình kiếm công ăn việc làm. Nếu như sau này mình được khỏe mạnh rồi, mình đi làm, mình có tiền, mình cảm thấy cuộc sống nó cũng tương đối đỡ, thì mình cũng nên giúp cho những hoàn cảnh nào mà mình cảm nhận được rằng mình có thể đi từ thiện, không phải là phải có tiền nhiều. Một miếng khoai, một chén cơm, một miếng bánh hoặc một cái bánh mì even cả bánh mì không cũng được, cũng là từ thiện. Nhưng mà tấm lòng của mình tùy theo lúc đó cái lòng từ thiện của mình là bao lớn, bề trên cũng biết. Nhưng mà chị cũng khuyên em là tập làm từ thiện để cho tâm hồn mình nó thanh thản, nó rất là vui. Mình cứu được một con người rồi thì tự nhiên mình cảm nhận được rằng mình vui lắm, tại vì mình đã đem sự sống đến cho người đó. Dù là mổ xẻ bệnh tật hay là thực phẩm đồ ăn, mình cũng cảm nhận là mình đã vừa mới đi qua một con người. Em khi em tập làm như vậy em sẽ thấy cái niềm vui vô hạn. Em vừa mới xong một hoàn cảnh, em cảm nhận như em không ăn em cũng no nữa. Em tin em cứ thử xem như vậy xem. Em thì giống như ngưỡng mộ các mạnh thường quân là đi tới nơi những người khó khăn để giúp đỡ, chứ không phải là càng ngồi chỗ mà nói này nói kia là không phải. Em lại giống như cái tâm quay mước là sao lại không phải em mạnh đi làm. Em đi tiền, đường em gặp một, đi theo. Một cụ nào đó em nói bà ơi con biếu bà cái bánh là em đã cảm nhận em vui lắm rồi. Em vui vì người đó vừa mới được hưởng một chút cái gì đó từ nơi mình. Mà do công sức mồ hôi nước mắt của mình em sẽ vui lắm. Em thử coi chị nói đúng không. Thì thôi bây giờ cũng xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị em đã theo dõi. Mấy chị em nãy giờ, ông bà ơi, tuy em là một người rất là lớn tuổi, hơn 60 rồi, nhưng mà vẫn muốn mấy nhỏ này nó gọi bằng chị là tại vì đó là một cách nó tiếp sức cho em, để em có sức mạnh em tiếp tục đi nữa. Tại vì nghĩ rằng mình vẫn còn có sức, mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn khỏe để đi cứu đời. Kính mong bà cô chú cộng đồng mạng cũng hiểu dùng cho nha. Đừng có nói là lớn tuổi già rồi mà còn ham vui. Và xin kính chào bà cô chú.